khấu. Rồi, ngồi đi em gái. Mời bạn nam. Chào anh Linh. Rồi, bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi, mời em gái. Dạ, em chào chú. Em chào anh Huyền Linh, em chào chị Cát Tường, em xin chào mọi người ạ. Em tên là Huỳnh Thị Diệu Huyền, em năm nay 28 tuổi, em hiện đang là điều phối viên sản xuất của công ty nội thất. Quê em quê ở Bình Định ạ. Bình Định. Dạ. Chú chào em. Dạ, em chào anh. Mình vô đây lâu chưa? Dạ, em mới vào đây được hơn 3 năm ạ. Mới hơn 3 năm thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Linh, chào chị Cát Tường và toàn thể các chị cô bác có mặt trong khán phòng hôm nay. Em tên là Ngô Minh Phương, em 30 tuổi, quê quán thì em đến từ miền đất Võ, Bình Định luôn. Ồ, hay quá, trùng hợp dạ. Quá vậy. Công việc hiện tại của em đang làm là kỹ sư về công nghệ thông tin ạ. Phương ơi, em hỏi bên kia coi ở huyện nào, xã nào. Em ở Bình Định, ở huyện nào em? Dạ, em ở thành phố Quy Nhơn anh. Anh là ở đâu ạ? Dạ, em cách anh khoảng 80 cây, anh thì ở Hoài Nhơn à. Mình có chung chữ Nhơn à. Nói chung cũng gần mà. Gần lắm, em yêu thì ở đâu cũng gần. Biết võ không em? Em á chị? Dạ biết chị. Võ của em là võ bảy trọ chị ạ. Dạ. Bạn gái biết võ không? Em biết võ chạy. Võ chạy? Dạ. Bên đây bảy trọ là bỏ chạy đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì nè? Dạ. Em tính tình khá là dễ tính, thích nghi được với môi trường rất là tốt, linh hoạt. Nhưng mà ưu điểm của em á là bị cái bệnh lười. Ưu điểm á hả? Nhược điểm ạ. Nhược điểm của em bị cái bệnh lười. Ủa, lười là lười cái gì? Lười trong công việc, lười làm dạ biếng, giặt giũ, dọn dẹp. Dạ, lười làm việc nhà. Vậy em ở đây là ai làm việc nhà? Dạ, tuần em làm lần. Tuần làm lần. Sau này về anh làm giúp cho em. Anh có mới nói nha. Dọn dẹp là giặt đồ, rửa chén, lau nhà, nấu cơm rồi đúng đó nghe. Dạ, lao động là vinh vang mà chị, làm hết. Biết nấu ăn luôn hả? Dạ biết chị. Hay quá. Vậy ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em kể luôn đi. Em thì có ưu điểm cũng nhiều và khuyết điểm thì cũng nhiều. Em là một người rất là, nói chung rất là thân thiện. Em rất dễ gần với tất cả mọi người, tất cả mọi lứa tuổi luôn. Người lớn, trẻ em, người già, nói chung là em bắt chuyện và nói chung là giao lưu. Thứ hai nữa là về ưu điểm như em đã nói thì em có thể làm tất cả mọi công việc mà cái người phụ nữ làm. Ngoại cái trừ về sinh đẻ thì em làm được thôi. Còn tất cả em làm được hết. Và về cái ưu điểm thứ ba nữa là em rất là đam mê về âm nhạc, tất cả các thể loại luôn. Nói chung là nhạc gì em cũng hát được. Rồi về thể thao thì em chơi được các cái môn như là tennis hay là billiard hay bida chẳng hạn. Và ưu điểm nữa là em không biết hút thuốc, em không biết uống cà phê, nhưng mà em biết nhậu. Cũng quá trà mấy kìa. Nhậu dữ hơn nó nhậu nhiều không? Dạ nhậu thì nói chung là cũng tùy hứng anh. Vui thì uống 2 chai, 3 chai, lúc buồn thì uống 5-7 chai. Nhưng mà em uống là có một cái chừng mực. Đó là ưu khuyết điểm hai bạn. Còn bây giờ bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Bạn nữ phải cao khoảng tầm 1m54 trở lên, nặng thì tầm khoảng 47kg. Thì nói chung là có da có thịt tí, khuôn mặt thì ưa nhìn. Và cái điểm quan trọng nhất của em đối với em là cái người phụ nữ đó là họ phải chân thành. Yêu là yêu cho đến chết thôi, chứ không có đứng núi này trông núi nọ. Ghê quá, yêu tới chết luôn. Dạ. Còn em thì sao? Em à, đối với người yêu của em thì em cũng chỉ cần người đó thẳng thắn, chân thật, chia sẻ, có gì nói đấy. Rồi rồi sao nữa em? Nói có hết có chuẩn lòng người, mình đi. Có cái mẫu người muốn mong muốn như thế nào cứ nói hết ra luôn đi. Em cũng được mấy 65, cho nên là em mong bạn trai của em thì cũng cao hơn em là khoảng 1m7. Tướng người cũng cao ráo, không cần đẹp trai nhưng mà gọn gàng sạch sẽ. Gọn gàng, sạch sẽ. Còn nhậu thì em có thể tiếp được cho nên không vấn đề. Em cũng không thích trai hút thuốc. Bên đây không hút thuốc. Tốt rồi, vậy dạ, tốt rồi. Dạ, em nghe thì em cũng chấm được mấy khoản. Bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng 60. 60% hả? Dạ. Ít như vậy hả? Nhìn mặt rồi đón tiếp. Nhìn mặt đón tiếp đúng không? Dạ. Em ghét gì nhất mà những cái tật xấu người đàn ông? Keo kiệt anh. Em khá là phóng khoáng nên là đối với con trai mà keo kiệt mà kiểu chi ly từng chút là em không chịu được. Cái đấy khoảng này em an tâm, anh là rất là thoáng Khoáng đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng thoáng, anh cũng thoáng rồi, ai giữ tiền. Không, mình thoáng mà, mình thoáng đúng chuyện em, chứ không phải là chuyện gì mà đúng thoáng. Đúng rồi. Em có mấy mối tình rồi em gái? Dạ em có 2 mối tình rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Dài nhất được 3 năm, ngắn nhất thì được 2 năm. Tại sao chia tay? Lúc đó em vẫn còn trẻ. Em vẫn muốn bay nhảy nên là em chưa có ý định lập gia đình. Làm tự chia tay?
Ờ, nói chung bên kia họ cũng hối quá nên thôi. Họ hối chia tay hả? Không, họ hối đám cưới. Em sợ quên rút. Trời đất ơi, đợt này là người ta muốn yêu là yêu tới chết đó. Bây giờ chắc chuyến này là yêu là cưới không? Em tìm người để đi cùng em tới hết đời chứ không phải là chỉ đơn giản là để cưới. Được không em đi hết đời không? Được anh, được anh. Người bên kia có mấy mối tình rồi, bạn trai? Dạ em thì mối tình chính thức thì có hai chị. Còn râu ria thì cũng một vài. Trời ơi. Mối tình đầu tiên của em là thời đại học á. Mối tình đó quen khoảng tầm 6 tháng. Còn cái mối tình gần đây nhất là lý do sao chia tay? Mối tình mà gần đây nhất là em quen được 2 năm. Nói chung là cũng có nhiều cái điểm. Ê, em chào chị. Có nhiều cái điểm nó không có hợp. Cô ấy là muốn em là phải giống như là phải sống theo cái lối sống của cô ấy áp đặt. Rồi chia tay luôn. Cái đó chưa là cái nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính là bố mẹ cô ấy tìm cho cô ấy một cái công việc ở ngoài Quảng Ngãi. Em định là lập nghiệp ở đâu? Bây giờ lấy vợ thì mình sẽ ở đâu? Lập nghiệp ở đây ạ. Ở đây. Ủa em định lập nghiệp ở đâu? Hiện tại em đang làm việc ở đây. Quê thì em ở đây luôn. Ở đây luôn. Là không có ai có ý định về quê hết đúng không? Dạ. Về già rồi tính. Em cao mét nhiêu? 6'7". 6'7", bớt 3 phân được không em? Dạ được. Được. Trời, bên đây cô này cô cao lắm nha. Em mang giày cao gót được. Em mang giày cao gót được hả? Là lên mét bẻ liền à. Lên mét bẻ luôn. Dạ. Nấu ăn rồi được hết, mang giày cao gót được luôn. Vậy phải coi lại giới tính nha. Men, chăm Man. Chăm. Bây giờ em bao lâu thì tiến tới hôn nhân? Em thì cũng lớn rồi. Bạn bè em thì nói chung có con có cái tùm lum hết rồi. Thì em muốn là nói chung càng sớm càng tốt. Công việc ổn định chưa? Dạ công việc của nó em nó dành dụm được gì chưa? Dạ cũng có được chút rồi chị. Có dự định chừng nào mới mua được nhà ở trong này không? Hiện tại giờ em chưa có vợ thì nói chung em làm được bao nhiêu thì em tiêu. Không có người phụ nữ thì cái tiền nó đi một cách nói chung nó chạy đường nào em. Theo em như bây giờ thì bao nhiêu lâu lấy vợ xong bao lâu nữa mới mua nổi một cái căn nhà trong theo này? Theo em thì nếu mà mua nhà mua đất ở đây thì cũng phải có hai người phải cùng lại tích góp. Thì bao năm, mấy năm? Em nghĩ khoảng tầm 3 đến 5 năm. Đó, mình phải có một cái kế hoạch như vậy. Dạ, cái tương lai mình vậy, bạn gái nghe tao mới yên tâm. Nãy giờ nghe hết rồi, bạn trai chia sẻ rồi gì? Chị muốn nghe thêm ý kiến người thân của mình. Hôm nay em đi với ai nè? Hôm nay em đi với anh và bạn của em ạ. Chào anh. Xin chào anh Quyền Linh cùng chị Cát Tường. Xin anh chào bạn hả? Trai. Dạ anh rể. Anh rể. Thì em đến cổ vũ cho Huyền. Thấy cái bạn trai bên này thì rất là điềm đạm và chung là rất là phù hợp với em gái mình. Hai bạn đến với nhau thì cũng đó là một mối lương duyên nên anh ủng hộ cho hai bạn. Dạ em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Còn anh trai đi với ai? Dạ em đi coi với em gái ạ. Em gái bên dạ. Anh rể với em gái em ruột hả? Dạ em ruột. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào em, chào chị Diệu Huyền và chào tất cả khán giả. Em thấy chị Huyền thì xinh đẹp, chung là cá tính á hợp với anh của em. Anh của em thì ảnh chung là ảnh hiền lắm. Thì chương trình này thì em bảo ảnh là ảnh đăng ký để tham gia đó. Thì em hy vọng là hai anh chị sẽ cho nhau cơ hội để mình tiến xa hơn. Rồi. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em gái. Em đăng ký lâu chưa em trai, Phương? Cái này em gái đăng ký chắc khoảng tầm hơn năm. Hơn năm rồi. Dạ. Lâu ha. Tại mới vì này... hồ sơ chúng tôi rất là nhiều. Khi các bạn đăng ký có nhiều hỏi tại sao phải đăng ký lâu như vậy. Có nhiều người đăng ký tới 3 năm, 4 năm. Tại vì cái yêu cầu của các bạn rất là cao. Thí dụ như chân dài 1m8, mũi dài 1m1 hay gì đó, thành ra tôi tìm rất là lâu. Có duyên nhau thì hai cái hồ sơ nó gần như tương đồng với nhau. Đó là lý do là rất là lâu ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa hàng rào ra để cho cặp đôi có thể gặp nhau và trò chuyện nha. Mở cửa. Cửa rào đã mở. Đây. Dạ, chào anh. Lần đầu đẹp, có món quà tặng em. Em cảm ơn anh. Mình đứng sát với nhau coi các bạn. Sao nào? Mà nghe họ mang giày cao gót. Hợp lý không? Mọi người thấy sao? Cũng đâu có thấp gì lắm đâu đúng không? Không cần mang giày cao gót anh trai. Nãy bạn nói hát được đúng không? Dạ. Hát để gây cảm tình ngay từ những giây phút ban đầu. Hôm nay thì gặp em ở đây cũng là một cái niềm vui. Thì anh xin hát gửi em một bài hát. Lâu đài tình ái á. Cho em đứng hát em ngồi hát được. Em đứng em hát cho cô gái bên kia kìa. Đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ có may kết thành lâu đài. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh kinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua
còn vẫn vươn bao hồn hoang. Hay. Rồi. Rất là phiêu linh. Đúng rồi, em hát hay hơn nữa. Hả? Nhưng mà em hơi rung. Hơi rung ha, đúng dạ. Rồi, vậy là hay lắm rồi em. Tới rồi, bạn gái. Thử. Dạ, em cũng hay đi hát karaoke thì em cũng chỉ hát được mỗi bài này thôi. Rắm ai nhưng chen chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim ta tầng nghiền. Ta đang lâu đài tình ái ngon lành với nhấp hai chén chua cay luôn. Trái tim tật nguyền rồi ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn có 2 phút. Bắt đầu. À, thì lần đầu tiên gặp em á, thì không biết em cảm nhận về anh như thế nào? Em cũng không có phán đoán nhiều về cái nhìn đầu tiên. Trong qua giọng nói của anh thì em cũng cảm giác là anh khá là chín chắn, chững chạc. Khá là tốt cho cái tính của em nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hẹn hò thì em thích hẹn hò ở những nơi nào? Cho em hỏi là anh ở đâu ạ? Hiện tại thì anh đang ở Tân Bình. Em cũng ở Tân Bình. Dạ, anh ở đường Nguyễn Mại, ngay chỗ công viên Hồ Văn Thụ luôn. Em thì ở gần đây, nói chung là trong quận thì cũng gần. Em thì cũng không có thích là đi uống cà phê nhiều hay là xem phim nhiều. Nhưng mà lâu lâu gặp nhau rồi, nếu anh rảnh thì anh nấu cơm cho em. Ok. Dạ, em cũng không có thích đi ra ngoài nhiều. Em là ít đi đúng không? Dạ, còn em anh, ít đi. Anh thì đi nhiều lắm. Thế anh lại đi công tác nhiều ạ? Công việc của anh thì 80% là ở thành phố Hồ Chí Minh, 20% thì ở các tỉnh. Thế một tháng thì anh đi khoảng bao nhiêu phần trăm? Thì tùy thuộc vào cái công việc của công ty. Có tháng thì chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Đa số bây giờ đi tỉnh là cũng ít, tại vì nhân viên của công ty cũng khá là nhiều. Thì hôm nay người này đi thì hôm khác người khác đi. Đưa ra một giải pháp chuẩn bị đám cưới coi làm sao? Phải có một cái danh sách khách hàng nè, bạn bè, người thân. Đó, phải có tiền. À, bao nhiêu? Khoảng tầm 100-150 á. Em không muốn cưới xong mà về đổ nợ đâu. Có đủ 100-150 không kìa. Thông báo cho gỗ luôn đi. An tâm đi, em không đổ nợ đâu em. Bây giờ anh tính được mà. Dạ. Tiền bạc ai giữ? Cái quan điểm của em là cái người phụ nữ giữ tiền là tốt nhất. Nữ giữ tiền thì họ sẽ biết cách chi tiêu. Còn đàn ông giữ tiền thì nó tiêu phá nhanh. Như em là giữ tiền là em nhanh lắm. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Tới chừng về vợ giữ quạo. Em giao tiền cho vợ, rồi mỗi tháng em lấy là bao nhiêu phần trăm? Chứ không lẽ em giao hết hay là em có quỷ đen hay không? Nếu mà yêu nhau rồi thì sẽ có một cái thỏa thuận á. Đúng rồi, nhưng mà tụi anh muốn thỏa thuận đây để ghi vào, gọi là cái bằng chứng. Bao nhiêu, bao nhiêu? Em lấy ra rồi em coi là không có cãi nhau nữa. 70-30. Đó, 70-30. Thiếu xin thêm. Còn thiếu. Còn vụ thiếu xin thêm 30 là nhiều rồi đó. Theo như tôi là 80-20 thôi. Cũng được chị. Nhưng mà ví dụ như mình mỗi lần ví dụ như đi gặp khách hàng hay là đi chơi với bạn bè thì có cho anh xin thêm, cho anh xin ít. Ok là được. Em thì em không có giữ tiền của anh đâu. Hả? Em giữ thẻ thôi. Giữ thẻ thôi. Được. Được, được, được. Được. Nói tóm lại đây là một chuyện hết sức nhạy cảm. Bởi vì các bạn có biết không, thường những cặp yêu nhau lúc đầu thì rất là ok, nhưng sau đó yêu nhau thời gian lấy nhau rồi bắt đầu tiền bạc nó có vấn đề là hay bị xích mích chuyện này lắm. Nên chúng ta ở đây á, chúng tôi muốn các bạn rõ ràng ở đó để sau này các bạn không có cãi nhau về chuyện đó nữa, cứ thế mà làm. Rồi bây giờ mình tính cái kế hoạch bao lâu nữa thì mình kết hôn? Nếu mà quen nhau thì em tính khoảng bao lâu thì mình có thể kết hôn được? Em cũng nói chung ba mẹ em thì vội rồi, nhưng mà em vẫn chưa có vội, bởi vì cái gì vội thì dễ hỏng lắm. Chắc qua năm sau, đầu năm sau là được. Vậy là cũng nhanh rồi. Bạn trai theo kịp không? Dạ được ạ. Vậy hai bạn bây giờ chúng ta hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nói với nhau một điều gì đó ngắn gọn, xúc tích. Cho anh được nắm tay em đúng không? Rất là mạnh mẽ. Anh và em đã trôi dạt bao nhiêu năm, hôm nay mình mới có dịp được gặp ở đây. Thời gian vừa qua thì chắc chắn là giữa em hoặc là anh là mình sẽ có nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà cái duyên nó không đến. Mình đã đến đây thì em là bến đỗ, anh là thuyền. Anh muốn em là một cái bến đỗ để anh có thể neo thuyền ở đây. Thuyền hết. Em không muốn em là thuyền, em không muốn là bến đỗ. Em là thuyền. Thế là anh đi đâu em đi đây. Có thuyền, có bến đỗ, quan trọng là cái dây buộc thuyền nó có chắc hay không thôi. Hãy suy nghĩ thật kỹ, quyết định bấm nút hay không là do quyết định của các bạn nha. Bấm là mình phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Rồi, hai bạn. Rồi, hãy đứng sát vào nhau. Chúng ta yêu là nói là yêu. Không yêu thì nói một lần cho xong.
Rồi bây giờ thì chúng ta chúc mừng cho họ. Và bắt đầu từ giây phút này các bạn không rời nhau nhé. Anh cho em xin được hôn em. Ông này ông rất là quyết liệt. Bây giờ thì đó, chị nghe tiếng động của bên em nói không ạ? À, nghe rõ. Dạ vâng, bây giờ thì chị tự tin giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về mình. Chị tên là gì, đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, có điểm mạnh, điểm yếu gì nhá. Em tên là Nguyễn Việt Ái, em sinh năm 1982, năm nay em 40 tuổi. Và cái em đến từ Cà Mau, thành phố Cà Mau. Dạ vâng. À, điểm mạnh điểm yếu của chị là gì? Chị là một cô gái như thế nào? Em là một cô gái bề ngoài thì ít nói nhưng mà tính chất thì rất là bản lĩnh. Nhưng mà cái ưu điểm của em là em có thể chơi được cả thuật. Còn cái nhược điểm của em thì em hay quên. Là hiện tại công việc của chị là đang làm gì? Em là giáo viên tiểu học ạ. À. Em dạy môn chuyên, em dạy môn tiện mỹ thuật ạ. À. Giáo viên tiểu học. Cô giáo dạy môn mỹ thuật đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng, thế thì câu chuyện mà tình trường của mình như nào chị đã nhỉ? Em đã kết hôn một lần, em kết hôn vào năm 2008 và em có một bé gái, năm nay bé được 13 tuổi và em và ba của bé hơn 10 năm. Dạ, thế anh ly hôn đã hơn 10 năm rồi. Thì lý do ly hôn là gì ạ? Hai bên không tìm được cái điểm chung, không có được cái tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân. Dạ vâng. Thì cái cuộc hôn nhân đấy nó diễn ra trong một thời gian bao nhiêu lâu ạ? Chị anh sống chung bao nhiêu lâu rồi ạ? Khoảng 3 năm. Biểu hiện cụ thể cái việc mà không học tiếng nói chung đó là như thế nào ạ? Là tháng sau đâu, đi quay 3 ngày được không? 2 ngày, 3 ngày, 29 là ngày để sắp tức. Là 3 ngày. Ngày quay lại cái ngày. Tức là không tìm được niềm vui, hạnh phúc. Mình sẽ... Chị chia sẻ cụ thể giùm em đi chị. Ví dụ không tìm thấy niềm vui, hạnh phúc là như thế nào anh? 89 bữa dự kiến gì? Ngày 4 với ngày 20 đúng không anh? Ừ. Ủa vậy sao em... Em lộn, anh lộn thì lộn kìa. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Ngày 4 qua em, ngày 4 với ngày 20. Còn ngày 89 bữa hôm là dự kiến chắc của anh chưa xóa. Có ngày 29 là ngày sẽ tốt. Là không có cãi giả, không có cái gì cái bên ngoài, nhưng mà giống như là hai người không đồng cảm với nhau. Cô bói gì nào? Rồi cho em nói tí xíu nè, bây giờ chị nè, mình đang ở đây mình casting á, là tụi em sẽ xem cái cách chị nói chuyện luôn, cho nên là cái cách biểu cảm của mình luôn, nên là khi mà nói á, thì em đang có cái mặt chị rất là căng đó, thì mình cố gắng mình chia sẻ, mình cởi mở cái câu chuyện của mình ra một cách tươi tắn một tí xíu ha, chứ không thôi chị mà lên sân khấu một cái mà chị chia sẻ là ở dưới nhìn rất là buồn. Đó. Mình có thể kể lại cái chuyện đã qua, nhưng mà ví dụ qua cái cuộc hôn nhân đó chị rút ra cái gì cho bản thân mình rồi ạ? Em đang rất là tâm bị tâm lý nha. Là sao chị nói thêm một tí em nghe chưa rõ. Em chưa bao giờ nói chuyện như thế này á, cho nên em đang bị tâm lý. À, rung á đúng không? Nó không rung, nó không rung, nhưng mà em cảm thấy em bị áp lực á. Rồi nói chung giờ vậy nè, chị cứ thoải mái, giống như là chị video call với bạn bè chị thôi, chứ chị không cần phải lo ha. Đó, và ở đây á, chị cũng không cần phải lo cái chuyện đậu rớt, tại vì á, tụi em sẽ chọn các anh chị mà chịu chia sẻ cái câu chuyện, gọi là mình cởi mở để mình chia sẻ để người khác hiểu mình hơn. Đó, nên chị chỉ việc mà chị trả lời cho nó, mình kể về mình mà.
kể về mình thôi ha. Ví dụ cuộc hôn nhân của chị đi, thì hồi xưa quen làm sao, rồi tại sao mà cuối cùng chị buồn như thế nào về cái điều đó, rồi bây giờ chị rút ra cái kinh nghiệm gì trong một cái cuộc hôn nhân tiếp theo nè. Đó, ngày xưa em với ba thì là học chung lớp sư phạm, thì trong quá trình học thì hai đứa cũng không có quen, nhưng mà hai bên gia đình biết nhau rồi giống như là muốn hai đứa đến với nhau, thì khi ra trường thì hai đứa kết hôn, thì trong quá trình kết vừa về sống chung thì giống như là không có, mặc dù học chung nhưng mà không có tìm hiểu, có đồng cảm, có cùng với nhiều với sở thích hay không á. Nhưng mà khi về sống chung thì em cảm thấy ba con bé không có trách nhiệm, không có lo cho gia đình, với lại ba con bé hay nhậu, thì từ cái đó cho nên em bất mãn. Rồi nhiều năm, trong 3 năm sống với nhau thì em không tìm được cái tiếng nói chung, và có nhiều cái cuộc nói chuyện là không tìm ra được một cái hướng để giải quyết chung, thì hai vợ chồng không biết cũng tình đi không. Coi như rồi, em hiểu rồi đó, tốt hơn nhiều rồi đó, chị thấy không? Đó anh, nhưng bây giờ biểu cảm mặt mình tươi tắn lên tiếng nữa. Mình cái chuyện buồn nhưng nó cũng đã qua rồi, bây giờ mình quan trọng là mình tiếp theo như thế nào. À, rồi cho em hỏi nè, bây giờ thì chị mà cái lý do tại sao mà chị không có tìm được người ở bên ngoài á? Đến thời gian tháng 6 thì em có quen với một người khác, và cũng dự định đi đến hôn nhân, nhưng mà trong quá trình sống thì cái người đó nói là hứa là sẽ để kết hôn, để nói, nhưng mà em thấy nhiều lần hứa hẹn nhưng mà đưa ra nhiều cái lý do, nhưng cuối cùng thì không có, em thấy không có một cái kết quả. Đến năm 2019 thì đã hai chia tay. À, là vẫn là mình về sống chung trước rồi mới định tiến tới hôn nhân đó đúng không chị? Dạ đúng. Ừ, nhưng mà lại không được đúng không? Dạ. Rồi giờ chị mong muốn tìm một người như thế nào ạ? Mô tả kỹ giùm em về công việc, quê quán anh đó đang ở đâu luôn ha. Như là em nói về cái ước mong tìm người đàn ông sau một cái gia đình sắp tới không chị? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vậy mà chị mong muốn em muốn tìm một người có công việc ổn định và biết chia sẻ, và có thể là hiểu được đây những cái gì là mong muốn của em. Ví dụ như em chỉ mong muốn là người đó không ích kỷ, có thể là mở lòng chấp nhận những cái gì em đã đi qua, và chấp nhận con em giống như là con của mình, không phân biệt là con anh, con em hay là con chúng mình. Dạ vâng, về công việc của cái người trai đó thì yêu cầu gì không? Ngoài tính cách em không thích người đàn ông nhậu, nhậu thì em có thể chấp nhận, tại vì công việc, cái xã giao và xã hội có thể chấp nhận được. Nhưng mà không, em không chấp nhận người đàn ông tốt, công việc thì phải có công việc ổn định, có nhà cửa. Dạ thì không phân biệt. Ý sao ạ chị? Em không phân biệt vùng miền ạ. Em không phân biệt dân tộc hay sắc tộc hết ạ. Dạ thì ông có bạn có bạn có như nào? Tốt mà chắc. Em đang không nghe rõ ạ. À, bạn trai đó thì chúng tôi bị cùng với bạn ở Sài Gòn. Vị trí địa lý ạ? Em không nói những cái này, chỉ đi lấy ạ. Bây giờ cái người đó cũng từng đổ vỡ hôn nhân một lần và cũng có con ký sổ. Em không ngại vấn đề quá khứ, em chỉ quan trọng cái hiện tại và cái tính cách của người đàn ông đó. Còn
về những cái gì thực sự thuộc về anh ấy, em có thể chấp nhận. Ok, em cảm ơn chị Lan nhé. Thì hôm nay là mình phải trao đổi nhanh. Nếu mà chị được chọn phòng ghi hình nhá, thì là sẽ có một biên tập cực kỹ hơn với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ chị ơi, mình phỏng vấn xong rồi á, mình bấm nút đỏ rồi cuộc gọi giúp em nha, em cảm ơn chị ạ. Anh là 1989, thì đang làm kế toán dịch vụ cho các công ty. Mình quê ở đâu và đang sống ở đâu ha? Em hiện làm em sinh ra và lớn lên và học tập làm việc ở thành phố Vũng Tàu. Rồi bây giờ chia sẻ một chút xíu điểm mạnh điểm yếu rồi điểm của mình ha. Điểm mạnh của em là em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, rất là chăm chỉ trong công việc và học tập. Điểm yếu của em là em rất là hạn chế khiến mọi người, người lớn thì làm kế toán nên em chỉ ngồi làm sổ sách từ sáng đến tối thôi, ít đi ra ngoài hay là giao tiếp với mọi người xung quanh thôi. Nhưng mà khi mỗi khi là ví dụ như là khi mà em biết từ đó thì em sẽ rất là chịu tình nói chuyện như là do những cuộc đó. Còn về chuyện tình duyên thì em đã ly hôn. Có một bé trai 10 tuổi đang sống cùng với em. Thì chia sẻ giùm em cái câu chuyện về cái yêu của mình là một nhá. Sống với nhau bao nhiêu năm và tại sao lại ly hôn? Em kết hôn với chồng em khi em vừa học ra trường. Hai người kết hôn với nhau và sống trong một năm thì em sau khi sinh con thì em định ly hôn và ở vậy đến giờ. Và sau khi sinh bé thì bạn ly hôn và tại sao lý do tại sao? Sau khi sinh bé khoảng được 6 tháng thì đã ly hôn. Lý do ly hôn là chồng em rất là gia trưởng, rất là tính toán và keo kiệt trong cuộc sống của hai người. Và thời đó em còn rất là trẻ thì em không có cảm thấy là không thể sống ra đấy được, nên quyết định ly hôn với lại hai người khác với nhau về những cách hai cách sống với nhau. Bây giờ trao đổi với lại biên tập ấy, chị cứ thoải mái nhá. Chị có những cái biểu hiện cụ thể gì của anh chồng mà làm cho chị không thể nào chịu đựng được một con 16 tháng thôi mà mình đã anh ấy rất là gia trưởng, rất là tất cả chi tiêu trong nhà hoặc là lương của em đều phải cho anh ấy quản lý hết. Cần mua sắm gì cho con hoặc là mua gì đó thì anh ấy sẽ đưa tiền và phải ghi sổ lại. Trong đó là phải có tiền và một phần bao nhiêu tiền hoặc là anh ấy không gì hay là về thăm nhà mẹ ruột, dùng nhà mẹ ruột em phúc cách nhà chồng có 10 cây số thôi. Nhưng em cảm thấy là mình giảm lỏng. Thứ hai là trong bản chi tiêu cuộc sống của con bé rất là sự khó khăn. Nên khi đó là cảm thấy là mình không khi mà chị không chịu được chị ly hôn đấy thì chồng của chị có cái động thái kéo anh nói lại khi mà chị quyết định ly hôn đấy thì chồng mình có cái động thái kéo chị không? Dạ có, anh ấy trong suốt những năm ly hôn thì anh ấy đều không quay về lại. Và việc kêu là việc con quay về lại mà em không đồng ý, bởi vì cảm thấy là hết tình cảm mà cũng không thể tiếp tục sống mà cứ tính toán chi li trong cuộc sống hàng ngày của hai người. Bây giờ chị tại sao mà trong suốt những năm đó chị có những cái mối quan hệ khác không? Chị ở trong tình sau này ngày 19 là cà phê tuần 1 dạ có em có tìm hiểu nhưng mà em cảm thấy là em nữ mình cũng không phát triển công việc của mình nhiều hơn chị, nên phần lớn thì em không phải dành những thời gian cho những thứ cảm, phải dành những thời gian cho những hoạt động của mình và làm việc.
ngày 22 là còn có tiếng. Là 4 tháng 6 á. Ủa tuần sau là thứ 3. Thứ 3 là chính là cà phê. Xong rồi tới phần ý, trong bữa cuối là cà phê. À, ông em thì tôi thấy là chúng ta thích người đàn ông trầm tính, thích nói, có công việc ổn định. Và sống ở gần Vũng Tàu hay là Sài Gòn, chỉ là khu vực xung quanh gần gần nữa. À, còn về thu nhập thì tại vì thu nhập và cuộc sống của em là ổn định, cũng không yêu cầu người đàn ông của mình lương cao hay là khá giả gì đâu, chỉ cần anh ấy có thể nuôi bản thân anh ấy là đủ. Quá trời tự tin. Ok. Thì vùng miền thì chị thích một đàn người đàn ông như thế nào, xong rồi chị mô tả thêm em về ngoại hình. Đấy. À, vùng miền thì em cảm thấy là chồng em là người nam. Đàn ông Tây Bắc. Thì em làm việc đầu tiên cũng em chỉ cần bản thân anh ấy có một công việc ổn định, nuôi được bản thân anh ấy là được. Thời gian em thì cuộc sống chúng ta em ổn định, em không cần là phải lo lắng cho các chuyện gì. Đàn ông Tây Bắc á. Đàn ông Tây Bắc là ở cái vùng mà Lào Cai. Đàn ông người Bắc là anh ở Hà Nội thì là Nam Định. Thì gửi mail cho em đúng không? Là con trai miền Bắc á. Dạ đúng rồi. Dạ thì đâu muốn có thể là lập nghiệp tại tập ba em hoặc là đang sinh sống tại Vũng Tàu đúng không? Dạ đúng rồi. Em ba ngày có xin em có một công việc ổn định ở Vũng Tàu, quen trong đó, khi là mà đã tìm được một cái đối tượng bệnh gì khác thì sẽ cũng kỹ hơn. Dạ chị ơi, mình phỏng vấn xong rồi, mình bấm nút đỏ rồi, cuộc gọi giúp em nha, em cảm ơn ạ. À.